Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay Long có đi quay một miếng đất này, review bán miếng đất này. Thì hiện tại bây giờ Long đang đứng ở vị trí là xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì chủ nhà có nhà quay bán miếng đất này là 2 sào. Đó. Giá 950 triệu nha cả nhà. Đó. Thì hiện trạng đất là đây là đất chỉ trồng tiêu thôi. Mà khu này thì là khu dân cư nha cả nhà. Đó. Khu dân cư thì nhà ở cũng cũng thấy mình thấy theo mình giá cũng khá là đông á. Nhà kia nữa kìa. Thì tính ra con đường á, đất mình nếu tính đường chim bay á, ra đường quốc lộ 56 nha cả nhà. Đó, đây là đám cao su, họ đã cưa rồi, mọi người nhìn kỹ nha. Theo tay mình chỉ nha. Cái cây cao cao đó là cây cột ngoài quốc lộ 56 đó. Đó, là ngoài quốc lộ 56. Nếu tính đường chim bay á thì chỉ tầm 500 m lại thôi. Đó, nhưng mà mình đi đường này không được, mình phải đi vòng, vòng đó thì cả cây hai số thì sẽ vô miếng đất mình. Thì đất mình hiện trạng á là chỉ trồng tiêu thôi nha. Đó. Đất mình á thì chưa có trồng cái gì tiêu, và đây cây gì đây, à cây son. Ôi, cây son to quá, quá to luôn, hai góc cực kỳ to luôn đó. Ui, cây này chắc cũng son này chắc cũng mấy chục năm rồi nha cả nhà, to quá đó. Thì hiện trạng đất mình á là đất này hiện trạng sỏ thì không hiển thị đường nha, nhưng mà con đường là đường nhà nước nha cả nhà. Đường này á thì nói chung là nhà nước đã ký hết rồi, và đã sau này sẽ đổ ủi con đường này cho dân họ đi. Đó, mình cũng nói cụ thể cho cả nhà biết luôn. Đó, thì sổ không đường. Còn đây cũng mặt một mặt tiền đường luôn, cũng chạy ngoài đường quốc lộ 56 được luôn. Nói chung đất mình có hai mặt tiền đó, nhưng mà hiện trạng đất thì sổ không đường thôi nha. Đó, sổ không hiển thị đường. Nhưng mà đường này tất cả mọi người dân đều đi đường này nha cả nhà. Đây, đường này 3 m. Xe hơi đi phà luôn. Đó. Dân cỡ ở là mọi người thấy không? Ranh giới đất mình thì từ cái cây cột nha cả nhà. Đó, từ đây qua đây thì con đường 2 m. Đó. Thì mình nghĩ sau này chắc nhà nước á, ổi sẽ lấy vô 1 m nữa của mình là thành con đường 3 m, đường nông thôn nha, còn một cái nhà là sẽ đổ bê tông. Thì cục điện nó chôn vô tới nơi hết rồi kìa, chúng mình sẽ quay đó, mọi người thấy cục điện không đó. Thì ranh giới đất á, thì từ ngay đây chạy dài qua đây, dài qua đây đâu đó tầm gần 30 m nha cả nhà, 30 m có 30 mấy mét luôn chứ, tầm 32 m đó nha. Đó, dài qua đây luôn đó, dài qua giáp ranh bên cái nhà bên đây. Dạ, qua giáp anh nhà mình đây thì đâu đó tầm trên 30 mét nha cả nhà. Đó, ở trên 30 mét qua anh tới đây đó. Thì nhà đây là hàng xóm mình đó, thì khu này á thì khu nông thôn mà, thì họ chỉ trồng mà hầu như là đa số là hoa màu hoặc là cà phê tiêu để họ thu nhập thôi, chứ đây hầu như là họ không có trồng giống cái gì để thu nhập, không có làm gì để thu nhập được hết á. Thì trên đất mình á thì chủ cũng trồng cà phê nè, ê tiêu nè cả nhà, thì họ đang kêu bán á, thì mình mua cái đất này về á, cà phê thì không có giá trị đâu thực sự luôn. Thì mình cưa bỏ cà phê hết đi, mình trồng cây ăn trái và mình làm ngôi nhà vườn nhỏ 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 đây nè cho nó thoải mái. Thực sự không gian này ở đây á, nó rất là yên bình nha cả nhà, thoải mái lắm, không khí nó rất là trong lành đó. Thì hiện trạng đất mình á là đất đỏ Ba Giang, đất nào mà nhà không đỏ Ba Giang nha. Đó, đây, và đâu đó 30 mét mặt tiền, và sâu xuống thì đâu đó cũng 80 mét đó nha. Đó, thì đất mình được hai mặt tiền đó. Đây đất thì trồng tiêu thôi nha cả nhà. Thì mình không có gì trong đất, mình không có gì để quay hết, nên mình không có quay đất, mình chỉ quay vòng vòng không gian hàng xóm và đường xá cho cả nhà xem thôi đó. Thì anh chị của chú là thiện chí về xem đất thì mình sẽ dắt trực tiếp xem đất luôn đó, cho nó rõ ràng. Mình cũng quay một mặt tiền này rồi nha cả nhà, đây là một mặt tiền nè, thì được 30 mét nè, và mặt tiền thứ hai từ ngay đây chạy dài qua đây đường này luôn, nhà xuống đây đó, nhà xuống ngay đây luôn nha, càng đi càng dài nè cả nhà. Thì nó được 80 mét mặt tiền á, thì mình chỉ chạy, nếu mình chút mình chạy ra cho cả nhà xem chút xíu thôi, là đã ra khu dân cư kia rất là đông rồi. Ở đây đã có khu dân cư rồi nha, nhưng mà nhà cửa ở cũng hơi lưu thưa đó. Đây mình thấy không, cục điện nè, cục điện họ vô nè, ở nhà nước vô hết rồi nha. Đó, tiêu đa số là họ trồng tiêu. Thì đất mình nói chung là khu này hầu như là Sà Bang thì cả nhà biết rồi đó, là cao su, đa số là cao su. Thì đất mình giáp luôn nha cả nhà, giáp luôn cao su nè đó. Thì giá chủ đăng báo là 950 triệu nha, cho diện tích là 2 sào đó. Thì có bớt chút tờ đó, anh chị là cô chú thiện chí về xem đất thì mình dắt xem cụ thể hơn đó nha cả nhà nha. Đó, đất nè, đất đỏ Ba Giang nè. Đất trồng tiêu thôi đó.
Thì hàng xóm đây, hàng xóm của mình đây. Rồi thì chúc mình chú quay sơ thôi, giờ mình sẽ chạy ra ngoài đường, mình sẽ cho cả nhà xem khu dân cư như thế nào nha. Đây rất là hàng xóm đây, rất là hầu như mình thấy đây nè, đây là nhà bà chị của mình. Thì ở đây đó là họ sống với nhau rất là hòa đồng nha cả nhà. Đó. Mình thấy miếng đất này 900 mấy triệu mà mua diện tích được 2 xào cũng thấy ok đó nha. Thì mình đi ra từ đất ra nha cả nhà, thì mình thấy không, mọi người thấy không? Đó, nhà cửa thì cái ranh đất cuối đất là đây. Nếu mình thấy chỉ cái tay thấy nè. Thì con đường hiện tại là mình qua đất mình thì qua ngang lô xu này. Thì đường này đâu đó 5 mét có luôn nha cả nhà, xe hơi phà phà chạy luôn. Và mình tới đây. Đi qua đây thì đâu đó tầm 23 mét thôi là tới con đường lớn rồi. Đường lớn là đường đá 6 mét nha. Đó, bắt đầu mình đi ra cho cả nhà xem nha. Đây. Nói chung mà gần đây á, mình đã quay miếng đất đây là 7 xào rồi nha cả nhà, 300 thổ cư. Đây nè, thì đó là chủ nhà là bán nó mất tiêu rồi đó. Khách mình chưa kịp mua nữa là chủ nhà đã bán rồi đó. Rồi thì mình đi ra thì bán hiệu quay đã cấm hết rồi nha cả nhà. Thì chắc gần này sẽ đổi nhựa thôi. Thì con đường này á rất là thông thoáng nha, đường thông luôn nha cả nhà, đi đâu cũng được. Sau lưng màn hình mình á thì đi về hồ Bảy Mẫu, và trước mặt hình mình đang chạy nè là ra quốc lộ 56, đi ra ngoài khu dân cư đó. Cả nhà thấy không đó. Nhà cửa đó. Đây rất vườn rất là rộng nha, nên là nhìn là thoải mái, không khí trong lành. Cái vườn này giàu đẹp kìa, vừa cỏ kìa nhà cửa đó. Thì hầu như khu này á là họ đa số họ trồng là cây trái không thôi, quy một vườn rất là khủng luôn. Rồi thì mình đã ra tới đây nha cả nhà, đã tới đây là đâu ở 56 rồi đó, mọi người thấy không, phía mặt mình là 56, nhà ở rất là đông nè, khá là đông luôn á. Rồi thì trước mặt mình á nhà cửa ra đây là nhà cửa, trước mặt mình thì nhà cửa rất là đông. Thì phía tay phải màn hình mình á là về Long Khánh, là về đường Bảo Cạn, còn phía tay trái màn hình mình á là về trung tâm thương mại Kim Long và trung tâm thương mại Châu Đức nha cả nhà. Đó thì đây làm chứng quốc lộ 6 này thì đường đi về biển luôn. Thì đây là dân cư rất là đông đông và sầm uất nha. Thì từ Đức mình chạy ra đây á tầm một cây 2 số hoặc cây rưỡi số đổ lại thôi. Đó. Đó cây xăng rồi vậy nè. Rất là thông thoáng nha. Rồi thì anh chị có chú nào á mà xem đất á thì alo mình tiếp, mình sẽ dẫn xem đất, hoặc là alo cho bạn Dư. Thì Dư sẽ gửi số qua mình thì mình sẽ dắt xem đất nha cả nhà. Rồi chào cả nhà, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ là bạn Long có quay cho anh chị xem một cái miếng đất xào. Giá thì cũng tương đối là mềm ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho anh chị xem cái sổ hồng của cái miếng đất này. Đây số tờ, số thửa, địa chỉ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích 1.803 m2 ha. Nói chung là cũng được gần 2 xào. 268. Toàn bộ đất trồng cây lâu năm và chưa thổ cư.